Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay là sứ điệp đầu năm, tôi cảm ơn Chúa để chia sẻ và cho em một cái sứ điệp đặc biệt đầu năm. Mời lắm chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong Sáng Thế Ký chương 2. Từ câu 19 và câu 20. Please open the book of Genesis chapter 2 verse 19 and 20. Chúng ta nhìn lên trên màn hình và chúng ta cùng nhau đọc. Please read together. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng lên loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng, nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Chủ đề tôi chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay đó là đặt tên cho năm mới. The subject for today is name the new year. Có thể chúng ta đã từng nghe về cái sứ điệp này rồi. You may heard about this before. Đây không phải là sự mê tín dị đoan. This is not far faith. Nhưng mà đây chúng là thực hiện uy quyền Chúa cho. But this is doing your authority you have. Khi chúng ta hiểu được lẽ thật sẽ buông tha chúng ta. When you understand the truth will release you out. Trong phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban cho Adam cái quyền để đặt tên. In the scripture, God gave Adam the power to name the animals. Vậy cái ý nghĩa đặt tên có nghĩa là gì? So what the meaning of this action? Trong nguyên nghĩa tiếng Hebrew thì cái từ đặt có nghĩa là gọi hay là nói ra. In Hebrew the word name is like call or called out. Và cái từ tên có nghĩa là uy quyền và bổn tính. And the name is authority and charity. Như vậy cái từ đặt tên có nghĩa là tôi nói ra cái uy quyền, tôi nói ra cái bổn tính. So the word name which means speak out the authority that you have. Đây là một lẽ thật của sự sáng tạo. This is the truth about creation. Do Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. That God gave us. Và đặc biệt là Adam. Especially lời của Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Genesis chapter 1 verse 26. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người theo hình và tượng chúng ta, để đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Then God said, "Let us make people in our image to be like ourselves. They will be master all over all life, the fish in the sea, the birds in the sky, and all the livestock, wild animal and small animal." Đây là điều mà Chúa mày ban cho loài người có cái quyền quản trị. This is the power that God gave us to rule over everything. Việc ban cho quyền và việc thực hiện cái quyền đó, hai điều này khác nhau. Giving the authority and doing the authority, this is totally different. Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho ta quy quyền mà chúng ta không thực hiện nó thì quy quyền đó không có nghĩa gì cả. If God gave us but we did not use it, it's nothing. Một người cảnh sát giao thông đi ra đứng ở đó, nhưng mà nếu người đó không thực hiện cái quy quyền của mình thì không có hiệu quả gì. For example, a police, he stand on the street and doing nothing, which means he was useless. Đức Chúa Trời đã ban cho Adam cái quyền đó. God gave Adam this power. Nhưng mà Adam đã bắt đầu thực hiện nó. And Adam did use. Ở trong câu 19 ghi là gì? Verse 19. Là hầu cho Adam đặt tên cho mỗi vật sống. And verse 19. And Adam chose a name for each one. Đều thành tên riêng cho nó. And it became their own name. Như vậy câu này chúng ta cần phải hiểu như sau. So we have to understand this. Khi Adam đặt tên. When Adam gave cho the tất cả mọi vật. For all animals. Thì Adam nói ra cái uy quyền và cái bổn tính trên con vật đó. Adam speak out the authority on that animal. Thì nó thành tên riêng có nghĩa là thành uy quyền và bổn tính của con vật đó. And it became their own name. Như vậy không chỉ là Chúa ban cho Adam cái quyền đặt tên mà thôi. So not only God gave Adam the authority to name everything. Nhưng Chúa ban cho Adam quyền cai trị. But God gave Adam the ngày nay trong Chúa Giêsu, Chúa cũng ban cho ta quyền cai trị. Jesus also gave us that. Chúng ta sẽ học điều đó tiếp theo sau. We will learn that later. Như vậy trong những lĩnh vực mà Adam đặt tên bao gồm những gì? So what did Adam did in this scripture? Chúng ta thấy ở đây Adam đặt tên các loài thú đồng. Verse 20, he gave name all the livestock. Rồi chim trời. Bird. Rồi Adam đặt tên cho cái người mà Chúa tạo nên từ xương sườn của mình là người nữ. And God, and Adam also named the person that God gave him is woman. Chúng ta thấy ở trong câu 22 và 23, Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do nơi nam người nam mà có.
Verse 23, at last Adam exclaimed, she is part of my own flesh and bone, she will be called woman. Adam gọi cái người mà mới được vừa đặt tên là gì? Người nữ. Adam called this person is a woman. Nhưng mà chúng ta lưu ý ở phần trên đó, Adam đặt tên cho các loài thú vật. But in the verse 19 and 20, God, thì thành quy quyền của mỗi con vật đó. Adam named every animal and everything. Mà ông đặt tên cho chim trời thì nó cũng thành quy quyền bổn tính của con chim trời đó. And the name that he gave them stand out for the cherubim. Và bây giờ một người Chúa đưa đến với Adam. And a person that God gave Adam. Adam nhìn nói là người này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Adam said, this is the one came out from my own flesh and bone. Trước đó Adam đã tìm kiếm rồi nhưng mà không có ai giống như mình hết. Adam already do some searching but there's no result. Vừa thấy một cái người mà Chúa tạo nên đưa tới thì Adam lập tức nói là người này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. But when Adam saw her, she said, this is a woman. Người nữ. A woman. Yeah. Ông gọi là người nữ. Chứ từ người nữ này trong tiếng Hebrew có nghĩa là người nữ, vợ hay là người là một người nam mà có cái dạ con. So in Hebrew the word woman like maybe called wife. Trong tiếng Anh từ người đàn ông hay là người nam gọi là male. Hay là man. Yeah. Yeah, the word còn male đó là male và female đó là giống đực và giống cái. The word man in Vietnamese is a noun. Nhưng mà người đàn ông và người đàn bà là man và woman. So man and woman, that's a pair. Thì nó có cái từ man ở phía sau cái từ vu. Thì từ man đó là người hay là người đàn ông, chỉ về người đàn ông. So the man is for male. Cũng là nói lên là Adam. Is it speak about Adam? Và từ vu có nghĩa là một cái già con hay là một cái nơi để mà mang. And the word vu stands for the like như vậy ban đầu Adam nhìn cái người vợ của mình đó, Adam gọi là một cái người mang dạ con để mà đẻ con. So Adam called this one is a woman, so the one that can get born to a person. Nhưng mà chúng ta thấy là lúc bây giờ chưa cái tên Eva chưa được gọi. But she haven't been named yet. Chỉ gọi là người nữ thôi. Only been called woman. Khi nào thì mới gọi Eva? So when did she will have? Chúng ta xem đoạn 3 câu số 20. Chapter 3 verse 20. Đoạn 3 câu 20. Adam gọi vợ là Eva vì là mẹ của cả loài người. Then Adam named his wife Eve because she would be the mother of all people everywhere. Từ Eva trong tiếng Hebrew. The word Eve in Hebrew. Nó có nghĩa là người cho sự sống hay là để bày tỏ sự sống. Which means the one who gave the life. Chúng ta thấy có sự khác biệt từ lúc Adam nhận xét cái nhận diện cái người mà được Chúa đưa đến là chỉ là người nữ. So at first Adam only called this là one một người giống tôi nhưng mà có cái để mà có một cái dạ để mang thai. Adam only called her a woman. Nhưng bây giờ đến khi họ bị đuổi ra khỏi Eden thì Adam bắt đầu nói là gì? Người này gọi vợ là Eva. But when they are being cast out of Eden, là người cho đi sự sống hay là bày tỏ sự sống. Adam called his wife Eve. Nó có sự khác biệt gì phải không anh chị em? What's the difference here? À tôi nhớ có một cái clip ở trên mạng á, họ nói rằng là ngày xưa người ta gọi cái người nữ người vợ đó là thê tử hả? Không ngày xưa. Yeah, I remember there's a clip called gọi là gọi là thê tử. The wife being called wife. Nhưng mà dần dần theo năm tháng bây giờ người ta gọi người vợ là sư tử. Đừng chấp nhận điều đó anh chị em. Quý ông gọi vợ của mình là gì? So what did you call your wife? Thê tử hay là sư tử? Your spouse or your lion? Chúng ta nhớ quy quyền mà Chúa cho miệng của chúng ta nói ra rất là quan trọng. The authority that we have in our mouth is very important. Bởi vì Chúa nói Chúa đãi chúng ta tùy theo lời nghe miệng chúng ta nói. But God give you based on what you speak out. Cho nên khi Adam bắt đầu gọi Eva là người cho sự sống. So when Adam called his wife Eve, Eva là trở nên một người hy sinh. Eve became a mother of everything. Chúng ta thấy là hy sinh khi mà mang nặng đẻ đau. And she sacrificed her own. Hy sinh khi sanh con. When she pregnant. Hy sinh khi nuôi dạy con. When she gave born. Người đã cho child. Đi sự sống cho con của mình. She gave her child a life. Và Eva lại đồng hành với Adam như vậy. And she walked along with Adam. Chúng ta thấy trong giao ước mới Chúa không xin lỗi, trong giao ước cũ thì Chúa nói và Eva phải phục Adam. In the old covenant. Và Adam cai trị trên Eva. Eve have to be obey. Cái từ cai trị đó là nói như một người có quy quyền để ra lệnh. And Adam have to rule over his wife. Nhưng mà trong Tân Ước thì khác.
But it's different. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục lẫn nhau. So afraid of the. Do vậy Chúa vẫn giao cho Adam cái quyền để lãnh đạo gia đình của mình. But Adam is still have the right to rule his family. Cho nên chúng ta thấy có một sự đồng công ở trong giao ước mới. So it's different with the New Testament. Người ta nói như thế này. Some people say like this. Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Marriage is the tomb of love. Đó là đúc kết của tất cả những gì đau đớn của tình yêu trong thế gian. Which means they gather everything that is bad in love into marriage. Nhưng nếu có tin điều đó, but if you believe it, thì nó cũng xảy ra trong hôn nhân ta như vậy. It will happen in also in you. Chúng ta thấy rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Marriage is the grave of thấy đau đớn, pain, thấy nặng lòng, khổ sở, bitter. Nhưng mà thương bà chị em, lời Chúa không hề nói như vậy. But Bible doesn't say like that. Chúa nói vợ là gì? Bible said, vợ là người cùng hưởng phước với con. Wife is the one who been blessed with you. Vợ là người giúp đỡ con. The one who helping you. Vợ là người đồng công với con. The one who walk with vợ you. Là người cùng cầu thay với con. Pray with you. Vợ là người cùng yêu thương với con. Loving you. Vợ là người cùng chia sẻ phước hạnh ngay ở trên đất này với con. Sharing your blessing on nó earth. Nó khác biệt với thế gian nói như vậy. It's different with the outsiders. Cho nên chúng ta chấp nhận theo lời Chúa. So when we accept, chúng ta sẽ nói vợ mình là gì? You will be called your wife. Chúng ta sẽ nói vợ mình chính là người đồng công hưởng phước cùng chúng ta. Your wife is your partner. Thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước chúng ta. Ngược lại, người nữ nghĩ về chồng của mình là gì? So what about wife thinking about? Ông là cái máy moi tiền. He's my ATM. Ông làm có tiền dẫn quanh cho mình được rồi. He just need give me money. Không, đừng nghĩ như vậy. That's not right. Chúng ta phải là một người đồng công. You have to be a true wife. Chia sẻ và phước hạnh cùng nhau. Share a blessing. Amen, chị em. Amen. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa ban cho Adam cái quy quyền để đặt tên. God gave Adam the authority to name. Và cái từ Adam này cũng là được Chúa ngài nói ở trong Sáng-thế ký đoạn 5 câu 2. Genesis chapter 5 verse 2. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ và trong ngài đã đặt tên. Ngài đã dựng nên đặt tên là người. He created them male and female and he blessed them and called them human. Như vậy Đức Chúa Trời đã đặt tên cho Adam là người. So God called Adam a human. Đặt tên cho Eva là người. Also Eve is a human. Không phải là khỉ. Not monkey. Đúng không ạ? Chúng ta là người. We are human. Thường thường Tết cái gặp nhau cái hỏi, năm nay sinh năm mấy vậy? Tuổi con gì vậy? So just like the zodiac. Cái chúng ta nói mình tuổi cái con đó. What's your animal? Bắt đầu người ta nói, cái tuổi con này. Bắt đầu người ta trong đầu người ta có một cái ý nghĩ và lập gọi là áp đặt cho chúng ta cái quy quyền bổn tánh của con vật này. And they put the zodiac on đi your life, dần mẹo on gì years, đó. On your years of born. Tôi tuổi con chuột. Yeah, I'm the mouse. Year. Con chuột là tối ngày đi ăn đi phá không à? So the mouse just keep destroying. Tôi tuổi con heo. I'm the pig. Nhưng mà sanh bao giờ nào? So what time? Heo thì con là ăn với ngủ. Pig just eat. Mà con gái mà nói tuổi con cọp thì sao? So what about tuổi chồng luôn? Tiger year. Cho nên chúng ta không phải là tuổi con vật. So anh em. Not animal year. Chúng ta là con người. We are human. Xác định đây là quy quyền Chúa đặt tên cho chúng ta. This is the authority. Là con người có quy quyền trên mọi vật. Have all on all. Có quy quyền trên hoàn cảnh. On situation. Có quy quyền trên gia đình. On our family. Có quy quyền trên bệnh tật. On sickness. Có quy quyền trên tài chính. On our finance. Cho nên năm mới này là một chu kỳ mà lặp lại. So this new year is the new period for. Chúng ta sẽ đặt tên cho năm mới là gì? What will we name this new year? Nếu chúng ta có lời của Đức Chúa Trời làm nền tảng. So we have the base at the word of God. Chúng ta hãy bắt đầu nói ra tên hay là gọi cái tên đó đặt cho cái năm mà chúng ta sẽ bước đi sắp tới đây. So speak out the name you want for your new years. Có nhiều người cầu nguyện chúc phước cho xong rồi. Some of you pray for và công bố là đức tin ra rồi. Speak out. Declare. Nhưng mà ai đó coi trên tin tức, bây giờ người ta trả mặt bằng quá chừng luôn, Sài Gòn bắt đầu khó khăn, kinh tế khó khăn. But some people based on the news said the finances will go down. Chúng ta mới vừa công bố rằng năm nay là năm mà phước hạnh nhân bội. We just declared that the new year will be successful. Chúng ta đã dọn đường cho phước hạnh cả năm rồi. We cleared the path for the whole year. Nhưng mà gặp nhau thì chúng ta nói như thế nào? But we meet each other and say, ôi năm Sài Gòn thất bại lắm, Sài Gòn bây giờ người ta trả mặt bằng hết rồi, năm nay khốn khổ lắm. It's just a fucking. Nhưng mà thì là cầu nguyện của chúng ta là công bố chúng ta nó có giá trị gì không? So our prayer become none. Chúng ta phá hủy ngay cái điều chúng ta mới vừa. We destroy the thing that we just. Cái hạt giống mới vừa gieo đó bị cướp mất rồi. The seed been taken out. Ma quỷ không thể tự cướp hạt giống đó của chúng ta. Devil cannot steal our own. Nhưng mà chính chúng ta đánh mất cái hạt giống đó. But we did it on our own. Cho nên buổi sáng nay tôi lập nền cho bà chị em. So I lay the foundation. Bằng lời của Đức Chúa Trời. By the word of God. Để rồi mỗi một người sau bài giảng này. So that each of you after this. Anh chị em biết cách để gọi năm mới của chúng ta như thế nào? You know how to call the new year. Thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho anh em như vậy. God will do it for you just like that. Amen, chị em. Amen. Ngày hôm qua khi tôi đến tại chợ gọi là chợ cây khế. Yesterday when I go to ở Chẳng Bàng market. The market. Tôi và tôi đến để chúng tôi bắt đầu nhóm lại thờ Chúa. We come for meeting for church.
Trước đó thì mục sư Tuấn là người lo cái khu vực đó. Before that, Pastor Tuấn is the one who responsible for that. Mỗi sáng thứ bảy đều có cái buổi nhóm và cầu nguyện ở đại đó. We gathering every Saturday morning. Nhưng mà từ khi mục sư Tuấn đi thì cái công việc đó nó tạm ngưng lại. But when Pastor Tuấn is gone in America, there's no one take place in him. Trước Giáng sinh thì mục sư Trương Thiết nói với tôi rằng là vì ông không có đủ sức để ông lo cái khu vực đó. Before Christmas, Pastor Thiết told me that he don't have enough. Thì tôi và tôi lên trên đó và chúng tôi quét dọn hết tất cả mọi thứ. So me and my wife go there and clean everything. Và chúng tôi bắt đầu chờ đợi. And we waiting. Thì cảm ơn Chúa một chút xíu thì bà Tùng và cô Lưu Ngọc Dung ra. And some after a while some brothers. Một số chị em có biết cô Dung con của cô Tùng không? Whoever here know Miss Dung. Cảm ơn Chúa là từng hồi từng lúc thì cô học lời Chúa và con càng ngày càng được trưởng thành hơn. And she learned the Bible with us. Hai mẹ con đến và chúng tôi cùng nhau hát ngợi ca Chúa. Two sisters came and sing along with us. Rồi một chút nữa thì có một cô nữa đến. Another one. Tôi chờ đợi lâu lắm rồi, không có thấy cả tháng nay không có thấy nhóm lại. Then another sister came and she said, I haven't seen this place for a while. Rồi một chút nữa thì em Huy đến. And after people just came after time. Và tổng cộng chúng tôi có được 6 người chúng tôi. And we came in total 6 person. Bắt đầu chúng tôi ca ngợi Chúa. We started worship. Chúng tôi bắt đầu mở Thi Thiên 23 ra đọc. We learned the Bible in Psalm chapter 23. Và nó rất là tình cờ có 6 người có 6 câu kinh thánh. So just a coincidence, 6 people, 6 verses. Mỗi người chọn câu bắt đầu nói ra lời Chúa. So one for each. Và cái câu cuối cùng của Thi Thiên 23 là gì mà cho em biết không? And the last scripture of Psalm 23. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Blessing will follow me. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Chúa Trời cho đến lâu dài. I will be in the house of God for eternity. Như vậy thì nào là nơi mé nước nơi mé nước bình tĩnh nè, Chúa an ủi tôi, Chúa dọn bàn cho tôi trước kẻ thù người tôi, vân vân. Nó được hay không là do chúng ta ở trong nhà Chúa lâu dài. So depend on everything that happened in Palms. Ở trong nhà Chúa có phải là khi chúng ta đến thờ phượng Chúa không? It will be done when we in His house. Nó chỉ là một phần trong sự ở trong nhà Chúa thôi. But only a part of it. Ở trong nhà Chúa có nghĩa là ở trong sự hiện diện của Ngài. In the house of God. Ở trong giao ước của Ngài. In His presence. In His ở trong lời hứa của Ngài. In His promise. Cho nên chúng ta có lời hứa của Chúa, có giao ước của Chúa thì chúng ta sẽ được tất cả những phước hạnh kia. So when we have His promise and in His house. Nhưng mà phước hạnh đó nó không phải thụ động. We will have His blessing. Mà nó là phước hạnh năng động. But it have to be. Ở trong nhà active. Chúa không phải là thụ động. Not passive. Mà ở trong nhà Chúa là năng động. We have to be activity. Khi chúng ta đọc kinh thánh và làm theo lời Chúa. When we learn the Bible and do as it says. Nếu chúng ta đọc mà không làm theo thì sao? If we read but we not do it. Nó không có giá trị gì cả. There's nonsense. Cả Cựu Ước và Tân Ước đều ủng hộ cái việc làm theo lời Chúa. Both Old and New Testament encourages us. Ai thuộc Giô-se đoạn 1:8 encourages us to do as the Bible says. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép bên trong. Để như vậy mới được phước, may mắn trong con đường mình mà được phước. Joshua chapter 1 verse 8. Rồi Giác Cơ đoạn 1:25 ai thuộc ạ? Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gặp lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc đó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. James chapter 1 verse 25. Cho nên là cả hai của Cựu Ước và Tân Ước đều ủng hộ chúng ta trong việc thực hiện theo lời Chúa. So both new and old encourage us to do as the Bible said. Chúa nói là nếu kẻ nào nghe lời ta và phán đề mà làm theo. Even Jesus said that. Thì là người khôn xây nhà trên đá. Who listen to me and do as I say is the one who build his house on stone. Là người dại xây trên cát. But if you don't nó do sẽ it, sụp đổ. Just like you build your house on the sand. Cho nên lời của Chúa buổi sáng hôm nay. So the word of God khi chúng ta morning, nghe lời của Đức Chúa Trời. When we heard His word. Nếu đó là nền tảng. It's the base for. Nếu là lời hứa. The promise for. Thì anh chị em có quyền để công bố lời hứa đó. So you have the right to speak out the promise. Ngày hôm nay có một số sự giảng dạy người ta nói chống lại cái việc công bố lời Chúa. Some pastor priest that người ta nói tối ngày công bố nhau có được gì cả. They said declare is nothing. Nhưng Phaolô thì nói khác. But Paul is different. Tôi tin. Cho nên tôi nói nè. He said I believe so. Tôi tin. Tôi nói nè. I believe and I speak. Ông bà chị em cũng nói theo tôi. Tôi tin. Tôi nói nè. I believe and I speak it out. Và chúng ta nhớ cái từ nói ra là gì không? Hồi nãy là đặt. Đặt tên là đặt. Đặt tên. It is name. Amen. Cái từ công bố đó là gọi hay là nói ra đó. The word declare is speak out. Chúng ta có uy quyền nhưng chúng ta không nói ra bằng lời nó không có hiệu quả. It really only been work when we speak it out. Và Chúa cho phép chúng ta sử dụng danh của Ngài. And God give us the permission to use His name. Chúng ta thấy cái uy quyền Adam đã có. And the right that Adam nhưng mà Adam đã đánh mất. But Adam lost it.
Và con người lại ở dưới sự cai trị của sự tội và sự chết. And human became under the reign of sins. Nhưng trong Kinh Thánh ghi lại, qua Chúa Giêsu chúng ta không còn ở dưới quyền của sự tội và sự chết nữa. But through Jesus we are no longer underneath. Ở trong Roma đoạn 8 câu 1. Roma chapter 8. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt hay định tội cho những kẻ ở trong Chúa Jesus Christ. Roma chapter 8 verse 1. Và câu 2 nói gì ạ? What is verse 2? Về luật của Thánh Linh sự sống. Because the rule of the living spirit. Giải phóng tôi khỏi luật của sự tội và sự chết. Release me from the death. Như vậy Chúa Giêsu đã lấy lại điều đó cho chúng ta. So Jesus take it back for us. Ở trong đoạn 7 câu 24. Roma đoạn 7 câu 24. Roma chapter 7 verse 24. Paul nói rằng xong đời tôi rồi. Paul said my life is gone. Ai có thể cứu tôi? Who can save me? Dường như ông tuyệt vọng. He is desperate. Nhưng mà câu 25 ông nói như thế nào ạ? But verse 25. Tạ ơn Đức Trời nhờ Chúa Jesus Christ. Thank God for Jesus Christ. Và đoạn 8 câu 1. And verse 8. Ông được tự do. Chapter 8 verse 1 he is đoạn free. Đoạn 8 câu 2. Verse 2. Ông được dẫn dắt bởi Thánh Linh. He was led. Ông bước đi trong luật của Thánh Linh sự sống. He walk in the spirit. Ông không còn ở dưới luật pháp. He is not underneath không the law. Không còn ở dưới luật của sự tội. Not underneath không the sin. Không còn ở dưới luật của sự chết. Not the death. Như vậy Chúa Giêsu lấy lại để ban cho tôi và chị em. So Jesus take back and give it. Bao nhiêu to người us đã tin rằng Chúa Giêsu đã thắng kẻ chết, thắng sự chết rồi ạ? Whoever believe him. Bao nhiêu người tin Chúa Giêsu thắng ma quỷ rồi ạ? Win the devil. Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu đã lấy lại quy quyền nó rồi ạ? Take it back for bao us. Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu lấy lại Chúa về trời luôn rồi ạ? And he take it for us. Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu lấy lại, Chúa đem cái quyền lấy về trời rồi ạ? Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu lấy lại và Chúa ban cái quyền để cho chúng ta và Ngài về trời để cầu thay chúng ta? Take it back and he gave it for us. Nếu Chúa ban cho ta rồi. If God gave quý thiện bà chị em có quy quyền không? Then do you have the authority? Lâu lâu cũng đẻn cái bẫy ha, cũng có người dính ha. Tạ ơn Chúa. Thank God for chúng ta xem ở trong Matthew đoạn 16 câu 18. Matthew chapter 6 verse 28. Matthew 16 câu 18. Matthew chapter 6 verse 28. Đoạn 16 câu 18. Rồi, chúng ta cùng giao đọc. 16, 28. Còn ta bảo ngươi, ngươi lập Phi-e-rơ, ta lập hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Matthew chapter 16 verse 18. Ta đã lập hội thánh ta. Có phải tôi và anh chị em là hội thánh của Chúa không ạ? Có phải chúng ta là một phần của hội thánh của Ngài không ạ? Như vậy chúng ta là người đang ở trên vầng đá của Chúa Giêsu là Petro hay là Petra đây? So chúng ta không phải là Phi-e-rơ, chúng ta không đặt đức tin chúng ta trên Phi-e-rơ. We are on a rock that's called Jesus. Nhưng mà chúng ta đặt đức tin chúng ta trên Petra. Not Peter. Là vầng đá. Chúa Giêsu gọi là vầng đá của mọi thời đại. He is the rock. Amen. The corner rock. Và chúng ta xem Chúa Giêsu nói gì câu 19. And in verse 19 what did he say? Dạ, câu 19 ạ. Đoạn 16 câu 19. Matthew chapter 16 verse 19. Xin đọc cùng nhau. Ta giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà mới buộc dưới đất trên trời buộc điều gì ngươi mở dưới đất thì con trời cũng sẽ mở. Quy quyền không ạ? Hallelujah. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái câu này. Chúng ta không dùng chữ ngươi mà chúng ta đặt cái tên mình vào. So don't use the word you. Đặt use, tên mình vào nha. Put đổi cái tên mình into, vào nha. Put your name in. Replace ta you. Giao chìa khóa nước thiên đàng cho bửu. Hễ điều gì bửu buộc dưới đất thì cũng buộc trên trời. Điều gì mà bửu mở dưới đất thì cũng mở trên trời. Amen. Replace the word you by your name in verse 19. Mày buộc và mở bằng cái gì? Open and close by your mouth. Môi miệng. Công bố ra. Your mouth is the key. Nói ra. Speak it out. Ông bà chị em muốn buộc cái gì năm 2024 này? So what will you lock on this earth? This tôi sẽ buộc vợ tôi. Dẫn danh Chúa Jesus tôi buộc cái tình yêu của vợ tôi gắn với tôi. So I lock my wife. Được không ạ? With my love. Buộc cái này được không? Buộc luôn. Dính luôn. Chúng ta có quyền để buộc cái tình yêu của mình không? We have the right to nhưng mà đừng có tối buộc cái người đó. Nhưng ta buộc họ trong tình yêu. Tie them in chúng ta buộc cái hôn nhân của chúng ta. Hôn nhân phải được gắn với nhau. Tie your marriage with the love. Chúng ta có quyền và cũng mở những cái phước hạnh từ Chúa cho chúng ta. And open the blessing of God. Chúng ta có quyền buộc những gì không đến từ Chúa. We tied up the thing that's chúng ta có quyền buộc những lời đe dọa. The threatening. Chúng ta có quyền buộc những cái sự đói nghèo. The poverty. Chúng ta có quyền buộc những cái tai ương nó không được đến gần trại của chúng ta. Nhưng hãy mở ra những cái phước hạnh của Chúa cho chúng ta. But open the blessing of God. Có những mối quan hệ mà chúng ta đã bị trói vì sự cay đắng không? Some relationship. Mở ra. Been tied with để giải phóng người ta. Open it up. Đừng cầm buộc ai hết anh chị. Don't tie everyone. Chúng ta hãy tha thứ cho anh em mình. Forgive them. Anh em cũng được tha thứ. And you will be forgiven. Và với cái tinh thần này anh chị em thấy lời Chúa
Dạ, chúng ta cứ tiếp tục ở trong sách Roma đoạn 5 câu 17. Roma chapter 5 verse 17. Roma đoạn 5 17 anh chị. Roma chapter 5 verse 17. Chúng ta đọc cùng nhau câu kinh thánh này. Xin bắt đầu. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ơn điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Anh chị em lưu ý cái phần cuối. Họ nhờ Chúa để làm gì? Cai trị. So thank to Jesus. Cai trị trong sự sống. We are rule over. Như vậy chúng ta có cái quyền để cai trị trong sự sống của chúng ta. So we have the right to rule over the life, our life. Chúng ta có trách nhiệm trên đời sống của mình. We have our own responsibility on our life. Eva đúng ra phải có trách nhiệm trên Eva. So Eve also have her. Và right Adam phải có trách nhiệm của Adam. Also Adam. Họ đã không tự có trách nhiệm trên mình. They don't have their responsibility to their body. Thường á là khi thành công người ta thấy muốn giành vinh hiển của nhau. When they're successful, they giành vinh hiển. They take the prize for themselves. Nhưng mà khi gặp nan đề thì sao? But when there's problem, họ đổ lỗi. They just blaming. Nếu mà cầu nguyện cho ai được chữa lành thì sao? When you pray for someone that been healed. Tôi à. That's me. Nhưng mà cầu nguyện người ta chết thì sao? But when they pray and they dead. Cái này là không có đức tin. There's no faith in that person. Tại cái người đó. Because of them, not me. Đúng không ạ? We blame. Cho nên cái sự cai trị trong sự sống của chúng ta. So we rules in our life. Mỗi một người chúng ta có cái trách nhiệm cho sự sống của mình. We have our own responsibility for us. Chúng ta đọc hai câu kinh thánh này nữa thì chúng ta sẽ hiểu. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 21-22. First Corinthians chapter. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 21 và 22. First Corinthians chapter 3 verse 21 and 22. Chúng ta cùng đọc. Vậy chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em. Hoặc Phaolô, hoặc Apollo, hoặc Cepha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hậu đế. Hết tại mọi sự đều thuộc về anh em. Yeah. Câu nói câu 22 đúng không? Dạ. Yeah. Hình như còn một phần nữa. Chỗ này không có câu 23. Còn một phần nữa. Rồi chúng ta đọc câu 23. Ủa trong này có 23 không? Có. Ok. Ở trong cái kinh thánh của tôi sao nó mất câu 23? Không, mất số 23 thì mới mất câu 23. Xin đọc tiếp. Anh em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Dạ. Yeah. Như vậy chúng ta thấy cả ba câu kinh thánh này cho chúng ta thấy là gì? Chúng ta Chúa ban cho chúng ta cái quyền. So in the script God gave us a lead of ourselves in our life. Mọi sự thuộc về anh em. Everything belongs to anh us. Anh em có quyền trên mọi sự. We have the rights over everything. Và mỗi nhà mỗi cảnh đúng không ạ? So each person is different. Khi chúng ta gặp nan đề, chúng ta có thể nhờ anh em mình để cầu thay. When we have problem, nhưng mà cá nhân thì chúng ta vẫn kết nối với Chúa. But we have to pray for ourselves. Để rồi chúng ta sẽ cai trị những gì thuộc về mình. And we will rule that everything that belongs to us. Và Kinh Thánh tiếp tục cho chúng ta lời Chúa ở trong sách Châm ngôn đoạn 18 câu 21. Proverbs chapter 18. Câu này có thể chúng ta thuộc đấy. Chúng ta cùng nhau đọc. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ nào ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Sống chết nơi quyền của lưỡi, kẻ nào ái mộ. Ái mộ là yêu và ngưỡng mộ nó, yêu. Yêu cái lời nói đó thì ăn cái bông trái của cái lưỡi mình nói ra. You will eat the fruit of your tongue. Thi Thiên 109 câu 17. Psalm 109 chúng nó 17. Không thích chúc phước, phước bằng cách xa. Chúng nó ưa sự rủa xả, rủa xả bèn đến gần. Psalm chapter 109 verse 17. Như vậy chúng ta có quyền để gọi sự phước hạnh hay là sự rủa xả đến cho chúng ta. So we have the right to curse or to bless. Và chúng ta có quyền ngăn nó không cho nó vào chúng ta. And we can stop what is. Nếu mãi mãi chúng ta cứ chê bai người vợ của mình hay là con cái của mình. Here we could cursing our own family. Thì cái sự phước hạnh không bao giờ đến trên nó được. So the blessing will never come on it. Và có người thì cái gì cũng chê chồng mình đó mà khen cái ông hàng xóm. So we blaming our husband but take good compliment to the. Coi như là xong đời tôi rồi đó. Cho nên chúng ta thấy nó ưa sự rủa xả lắm vào nó. So don't không thích chúc phước, curse. Phước cách xa. Nhưng mà chúng ta đảo ngược lại gì? Nếu tôi liên tục chúc phước, if I continue blessing, thì phước sẽ đến. The blessing will come. Có một người phản đối tôi cái câu này. This one man stand against. Mà thật ra thì phản đối tôi cũng không phải đâu, mà phản đối lời Chúa. But that's not against me, that's against the word of God. Chúa dạy chúng ta là phải chúc phước. Bible said kể cả kẻ thù của mình cũng chúc phước. Blessing your enemies. Một mục sư đàng hoàng nha. Họ nghe tôi giảng như vậy họ phản đối lại.
pastor stand against me on that. Họ nói bây giờ kẻ thù mình chúc phước cái nó có phước hoài, cái nó ghét mình hoài, nó hại mình hoài thì sao? So if you blessing your enemy, the enemy just keep. Đúng không anh em nghe cái lập lần này đúng không? How does come? Bây giờ cái người ghét mình mà mình cứ chúc phước cho nó hoài, cái nó có phước, cái nó ghét mình hoài. So you blessing the one that hate you and they keep continue to hate you. Chúng ta nghe cái lời phản đối này nghe có lý không ạ? That's actually makes nó sense. Có lý lắm. Nhưng nó không phải là chân lý. But that's not the truth. Chân lý là gì? What's the truth here? Chúa nói là kẻ thù con có đói thì làm gì? Cho nó ăn. Bible said if you Chúa dạy chúng ta yêu kẻ thù nghịch mà cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Love your enemies. Và có một câu kinh thánh ngay lúc đó Chúa cho tôi câu kinh thánh ngay. And at right that time. Matthew đoạn 10 câu 32. Matthew chapter 10 verse 32. Matthew đoạn 10 câu 32. Chúng ta nghe cái câu kinh thánh này. Ê, câu 12 chị. 12. Matthew chapter 10 verse 12. Matthew đoạn 10 câu 12. Chúng ta cùng đọc với nhau. Xin bắt đầu. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà đó. Vào nhà nào thì làm gì? Cầu bình an. Mà bình an là từ gì nhớ không ạ? Shalom. Give it your Shalom blessing. Có nghĩa là phước hạnh. And we bless him by the word. Câu 13. Nếu nhà đó xứng đáng thì sự bình an xuống. Còn không thì sao? Không xứng đáng thì sao? Bình an trở về. Trở về ai ạ? Trở về cái người chúc phước. If it's not worth Amen. It, take back the blessing. Giả sử tôi bước vào nhà của anh chị em, tôi nhân Chúa tôi chúc phước cho nhà anh chị em. Xin Chúa ban bình an cho nhà này. For example, I nhưng nhà này có một thái độ không có xứng đáng với cái tiếp nhận cái lời đó. When I walk into your home, hoặc là trong ở ngoài, nhưng mà ở trong lòng thì khước từ. But your heart doesn't welcome me. Thì phước đó trở lại với cái người chúc phước. So the word of blessing will come back to me. Và tôi nhận được cái lời đó và tôi nói, tôi vẫn tiếp tục chúc phước. So I received that verse and I kept cái người ghét tôi cũng cầu nguyện cho họ. Even my enemies. Mà tôi thiệt mà cho em ngày trước khó cầu nguyện lắm. Even though it's hard though. Chắc tôi cũng cầu nguyện hàng chục lần tôi mới chúc phước. Like I speak out of words. Ráng lắm mới được chúc phước cho người đó. Nhưng đến khi bắt đầu nói lời chúc phước được rồi thì when able to do it, nó được giải phóng năng lượng, quyền năng của Chúa. Yeah, là lẽ thật. Giải phóng quyền năng của Chúa. We release the authority. Amen, anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rằng là ở đây nói là gì là tất cả thuộc về anh em. Everything that belongs to you. Mà sống chắc cho nó quyền của lưỡi này. And it depends on your tongue. Một câu kinh thánh quyền năng nữa. Dân số ký đoạn 14 câu 28. Number chapter 14 verse 28. I may know that you already know all this verse. Dân số ký 14 28. Chúng ta cùng nhau đọc. Number chapter 14 verse 28. Hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng, ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta nghe miệng ngươi nói. Đức Chúa Trời ngài có kế hoạch đem dân sinh ra khỏi Ai Cập và vào đất hứa Canaan. God bring Israel out of Egypt. Đích đến của họ là gì? Canaan. Their goal is Canaan. Nhưng mà trên đường đi đó, but on the journey, có những người rớt lại. There's some drop out. Có những người không chịu đi cái vé đầu. Some of them is leave behind. Và có những người là muốn trải qua đại nạn. And they have to live 40 years in the desert. Có người thay vì đi vào Canaan, instead of going to the promised land, rớt lại ở đồng vắng. They lay down. Lý do họ rớt lại là gì? What's the reason? Thật ra họ có phải là dân của Chúa không? They are the God people. Chúa cứu họ, Chúa đem ra khỏi Ai Cập. God saved them out of Egypt. Đem họ ra khỏi biển đỏ. Cross the Red Sea. Nhưng mà họ thấy khó khăn quá. But they see the problem. Nghịch cảnh quá. The situation. Thật ra họ không phải không thấy quyền năng của Chúa đâu. They do see the power of God. Nhưng mà vì trong lòng của họ vẫn còn Ai Cập trong đó. But their heart is in Egypt. Chúa có thể dùng một đêm để đem họ ra khỏi Ai Cập. God using one night to bring them out of Egypt. Nhưng mà Chúa phải mất 40 năm để đem Ai Cập, tinh thần của Ai Cập ra khỏi dân sự của Ngài. But it takes 40 years to take Egypt out of them. Chúng ta thấy Chúa, cái đích đến của Chúa là cho dân sinh ra khỏi, dân sinh đến Canaan. So the goal is the promised land. Đó là mục đích của Ngài. That is his goal for us. Nhưng mà nói, họ nói như thế nào? But they said, khó lắm. That's hard. Really hard. Chúa không phải dễ đâu. That's not easy. Đi với Chúa không dễ chút nào hết. Not good for me. Khó khăn lắm mới được cứu. Very hard to be saved. Chưa chắc được cứu nữa. And not guaranteed that. Đừng nào gặp Chúa rồi mới biết là cứu hay không. Only when you meet God. Nhưng mà Chúa nói ách của Chúa dễ chịu và cánh Chúa nhẹ nhàng đúng không ạ? But God said my bonus is light. Trong khi bao nhiêu người chúng ta đã nói nghịch lại với lời này của Chúa? So we have to use. Bao nhiêu người nói rằng tôi theo Chúa mệt mỏi quá. Who said you follow God? Không nói nhưng mà trong đầu mình nghĩ vậy đó. Maybe you not said. Bao nhiêu người theo Chúa nặng nề quá. Maybe you didn't say with your mind thing that. Thật ra đôi khi Chúa đâu phải làm mình ta nặng nề. But God didn't make it hard. Tại vì trong lòng chúng ta còn tổn thương. Our heart make trong it. Lòng chúng ta còn mang Ai Cập. We still have Egypt in our heart. Nhưng mà chúng ta đổ lỗi cho cái gì? But we blaming hoàn God. Cảnh khó quá. We blaming for the problem. Nhưng mà chúng ta dối lòng đúng không chị em?
as it's light to your heart. Cho đến khi anh chị em mang ách của Chúa. Until you have the bondage of God. Và khiêm nhường. Mang humble, ách của Chúa. Take the bondage of God. Lúc bây giờ Kinh Thánh nói gì? Ách ta nhẹ. My bondage gánh is ta like nhẹ nhàng. It's like theo Chúa nhẹ nhàng. Will be light for you. Theo Chúa dễ chịu. Light and comfort. Chúng ta quay qua người bên cạnh đó đang theo Chúa. Talk to the person next to you. It's like Chúa. Nhẹ nhàng. Like and comfort. Chúng ta bắt đầu hãy nói theo Chúa. Speak nói theo like cách God. Của Chúa. Speak like hãy God. Nói cho năm mới này theo cách của Chúa. Speak for new năm year. Năm mới này like con bước God. Vào một năm tuyệt vời với Chúa. And step in a new year. Con bước vào một năm đầy yêu thương. Love. Con bước vào một năm yêu mến anh em mình. A new year for peace. Con bước vào một năm theo Chúa nhẹ nhàng. A new year for light. Con bước vào một năm có thể lên núi cùng với Chúa. Go to the mountain with nhưng you. Nhưng có thể đi qua trụng cấp lốc với Chúa. Go to the valley with you. Vì tại nơi đó. Because they yeah. You sẽ làm cho nó có mặt. Because God make everything possible. Mưa sớm phủ phước cho nó. Rain from heaven. Amen anh chị em. Amen. Bắt đầu chúng ta hãy nói cho năm mới này đừng bao giờ nói nghịch lại. Don't ever curse your new year. Amen. Amen. Đó là cái cách để chúng ta thực hiện quý quyền mà Chúa cho chúng ta. That is how to do your authority. Dân Israel họ cứ mãi nói rằng là gì? Dân đó khó lắm. Israel keeping say is very cái xứ hard. Đó khó lắm. That land is hard for dân us. Dân đó dền dàng. They big. They mình giant. Là như con cào cào vậy đó. They are titan. Nó nuốt mình mất. They swallow us. Wow, năm 2024. So about 2024. It's terrible. Mặc dù mình chưa hết năm 24. Even though you just mới bước vào thôi. Not even 10 days. Nhưng bây giờ với quy quyền Chúa cho. But we are. Có thể mỗi một người chúng ta sẽ nói theo lời của Chúa theo một cách khác. Israel may say to the Bible in a different way. Nhưng mà làm sao chúng ta bày tỏ cái quy quyền Chúa cho chúng ta? But how to press, to chúng ta đừng nói theo cái bổn tính riêng của mình. How to press the authority? Don't nhưng say mà chúng ta heart. Nói lời của Chúa dạy chúng ta. Says at the Bible teaching. Cho nên những người nói như thế này thì sao? So what came back in the tất cả họ đều chết. They all dead. Họ không thể đi vào được Canaan. They didn't have the chance to see Canaan. Bao nhiêu người muốn bước vào Canaan thuộc linh? However, he wanted to step in. Nói theo cách của Chúa hay nói theo cách của mình? Speak and nói theo God's cách của ways. Mười người kia thì nói, hồ xứ đất khó chiếm lắm. Ten people said that, that land. Nhưng có hai ông mà. So only two of them. Hai ông này chắc là điên điên hay sao á? Two of them said. Cùng đi chung với nhau. Walk together. Nhưng mà hai ông lại nói khác. But two is different. Hai ông này la lên mà nói rằng tất cả im lặng đi. They said be quiet. Bóng che phủ trên chúng nó được cất đi rồi. Their shadow is gone. Chúa ở cùng chúng ta. God is with us. Chúng nó làm đồ ăn cho chúng ta. They are our food. Chúng ta chiến thắng chúng nó. We win over them. Có hai người nói. But say only two of them said that. Thường thì chúng ta nói sao ạ? Đông đa số thắng tiểu số. So some people, we often nhưng trong thuộc linh thì nó còn khác. But this different with the trong spirit. Thuộc linh thì cái người có đức tin và nói ra là đức tin sẽ chiến thắng. The one who have faith and speak on the faith. Và is hai người này đã nói ra là đức tin. And two of them did. Joshua Caleb đã nói ra là đức tin. Joshua and Caleb là ông đã có mặt ở Canaan. They speak out on their faith and anh chị they laid em their hãy foot bắt đầu nói on lời their đức promised land. Chúng ta sẽ có phước hạnh trong năm mới này. We will have the blessing on this new year. Thế thì năm mới có thể có nghịch cảnh không? There will be problem. Chắc chắn có. Absolutely yes. Nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta vượt qua nó. God will turn it. Amen anh chị em. We will pass it. Và chúng ta thấy trong Kinh Thánh đã nhiều lần Chúa đổi tên những nhân vật. And in the Bible, God ví dụ như Abraham, Chúa đổi thành Abraham. Abraham became Abraham. Tên của ông suốt cả 24 năm không có hiệu quả gì cả. His name useless for 24 years. Cho nên Sách-ký 17 thì Chúa đổi tên Abraham thành Abraham. But in Genesis chapter 17. Và Chúa đổi tên Sarai thành Sarah. Abraham became Abraham. Trong năm đó, Chúa nói ngày này năm sau người sẽ có con. And he said, this day next year you will have your son. Một ông 99 tuổi. A man with 99 years. Một bà 89 tuổi. A wife with 89 years. Chú đổi tên. God changed their name. Cái quan trọng là ông và bà có chịu cái tên đó không? But the thing is, do they accept the new name? Và chúng ta thấy bắt đầu Abraham và Sarah đã nói theo cách của Đức Chúa Trời. So Abraham and Sarah said as God said. Ông và bà không gọi cái tên của trong khai sanh của mình nữa. They did not call their own name anymore. Nhưng ông bà gọi cái tên theo cách của Chúa. They used the new name that God gave them. Nếu gọi theo tên cũ, if they use the old one, Abraham sẽ gọi bà Sarai bằng Abraham will call Sarah. Sarai là gì ạ? Sarai. Sarai, the old name. Từ Sarai có nghĩa là người muốn cai trị.
The one who want to rule. Còn Abraham có nghĩa là gì? But Abraham là cha cao quý. Is a great father. Bây giờ Abraham sẽ gọi Sarai bằng Sarah. So Sarai becomes Sarah. Có nghĩa là công chúa của lòng anh. Which means my princess. Còn Sarah được gọi Abraham là gì? Abraham. And Abraham become Abraham. Từ Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Which means father of the nation. Bắt đầu Abraham đi ra ngoài đồng chăn cừu. And Abraham came to the field. Bà Sarah nhà nấu ăn. And his wife found a house cooking. Thế nào ăn xong, bà đưa ra ngoài đồng bà gọi. And when it's time for me. Cha của nhiều dân tộc ơi. Abraham. Cha của nhiều dân tộc ơi. The father of the nation. Về đây ăn cơm. It's time for lunch. Khi bà chấp nhận bà gọi theo cách của Chúa. When she accept the bà new name. Bà phải vượt qua tất cả mọi dị nghị của người khác. She have to be overcome. Bà everything. Vượt qua chính cái tâm trí của mình. She overcome her own. Để bà gọi theo cách của Chúa. To call the new name. Đôi khi tâm trí của chúng ta nó ngăn trở chúng ta. Our mind sometimes stop. Để us có thể đủ tin vào lời của Chúa không? Stopping our faith. Tâm trí cũ của Mary và Matthew thì nói là gì? Anh của tôi chết rồi. The old mind of Mary said, my brother is dead. Rồi. Buried for 4 days. Nhưng Chúa nói ta là sự sống lại và là sự sống. Kẻ nào tin ta thì sống mặc dù đã chết rồi. But Jesus said a different way. Chúa Jesus đã đứng trước mộ của Lazarus. Stand in front of the grave. Tất cả mọi người đều đứng đó nhìn thấy. Everyone standing there. Mary nói rằng anh tôi sẽ sống trong ngày cuối cùng. Mary said my brother will live on the last day. Mà thế nói rằng nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. And her sister said if you nhưng hear him, đang đứng trước người chết. Và Chúa Jesus nói gì? Hỏi Lazarus, hãy ra. But Jesus said Lazarus came. Chúa Jesus đang nói lời đức tin, lời của sự sáng tạo, lời của sự sống nghịch lại đức tin của Mary và Matthew. Jesus said the word of his faith that stand again everyone. Bây giờ lúc anh chị em có lời của đức tin của Chúa. Maybe you have the word of xung quanh chúng ta quá nhiều lời của con người. Around us is the word of not the word chúng ta bị rung động phải không ạ? And we shaking. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có bám chắc đức tin đó hay không? But the point is will we stand. Nếu đức tin của anh em không có lời hứa thì anh em sẽ bị lung lay. If the faith without promise, you nhưng will nếu đức tin của anh em có lời hứa thì anh em phải bám chắc lời hứa đó. So when you have a promise, stake bắt đầu stay phải on nói that. Lời sự sống. Put the word of God on. Nói lời sự sống cho gia đình của mình. Speak out and live. Nói lời bình an cho gia đình của mình. Word of peace. Nói lời phước hạnh cho gia đình của mình. Speak out a blessing. Nói lời của sự thành công. Successful. Cho dẫu xung quanh despite đầy bão tố around you. Ngày 1 tháng 1, Nhật Bản bị động đất 7.5 độ Richter. First on 1st January, Japan had an earthquake. Người ta nói đầu năm 2024 sẽ đầy dãy tai ương và chết chóc. And they said all this year will be disaster. Đó là cách người ta nói. That's what they said. Nhưng tôi tin một điều rằng but I believe one thing. Tại Goshen sẽ có một điều đặc biệt xảy ra cho dân của Đức Chúa Trời. There will be a different thing for us. Nếu chúng ta tin cậy Chúa, if we believe in God, thì chúng ta sẽ được sự bình an của Chúa. We will be have His peace. Và hãy tiếp tục đủ mạnh mẽ để bước đi trong năm mới này. So strengthen your walk with God. Bước đi bởi đức tin. Walk by faith. Chúng ta xem ở trong sách Côrintô nhì đoạn 5 câu 7. Second Corinthians chapter 5. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Because we walk by faith, not with our eyes. Và Chúa Giêsu nói với lại Thomas là gì? Chúa Giêsu nói với Thomas như thế nào? God said to Thomas, phước cho những người không thấy mà tin. Bless those who did not see và but believe. Thì chúng ta sẽ nói ra lời đức tin đó. But when we believe, we will speak it out. Bước vào thêm 2021 này. Walking in 2024. Anh chị em đang nói lời đức tin nào? What is your word of faith? Ngay buổi sáng hôm nay. This morning. Tôi xin Thánh Linh của Đức Trời soi sáng cho anh chị em. I made the spirit of God lead you. Hãy nói lời đức tin cho chính mình. Lighten you. Cho gia đình của mình. For your family. Cho con của mình. For yourself and children. Cho hoàn cảnh của mình. For your situation. Vì chúng ta có đủ thẩm quyền để cai trị trên hoàn cảnh của chúng ta. We have the power and trong authority in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin mời phước cho họ thánh. Bless you all. Xin mời thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Tôi để thời gian ngắn để chúng ta sẽ có mỗi một người chúng ta cầu nguyện với Chúa mà chúng ta hãy bắt đầu nói lời đức tin của chúng ta. Chúng ta tự do để có thể nói lời đức tin của chúng ta. Xin mời ban nhạc có thể giúp đỡ chúng tôi để chúng ta có thể điểm nhạc để hội thánh có một cái khoảng thời gian ngắn để cầu nguyện. Chúng ta không nói cái lời tiêu cực. Chúng ta không cần phải nói những điều tệ hại của một ai đó bởi vì Chúa Ngài biết rồi. Nhưng chúng ta muốn được điều gì cho gia đình của mình, cho chồng, cho vợ, cho anh em, cho người thân của chúng ta. Chúng ta có quyền để nói điều đó cho anh em của chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.